Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản Agribank chi nhánh Hưng Yên đã tạo những thuận lợi so với chi trả tiền mặt. Người thụ hưởng sẽ được nhận tiền sớm hơn, giảm thời gian đi lại, không phải làm giấy tờ như trước. Trước đây cứ đến ngày nhận lương hưu, ông Đỗ Văn Nhượng ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu phải mang giấy tờ đi lĩnh. Nhưng từ khi mở tài khoản tại ngân hàng, thì đúng ngày nhận lương, ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của ông kịp thời và thông báo tin nhắn qua điện thoại. Mình không phải nên đấy đặt sổ xếp hàng, chờ đợi rất mất thời gian. Mưa gió phải đi, nếu mà không đến, cái người ta phát lương ta lại cầm về. Thế vì nó cái tiện cái là tôi cảm nhận hay nhất là nó rất kịp thời, đúng thời hạn. Dẫn đến cái quy trình của mình, tiêu cái gì, kế hoạch gia đình như thế nào. Bởi vì lã gọi là cán bộ lương hưu thì cũng chỉ là sử dụng đồng lương hưu trong mọi cái quy trình sinh hoạt thôi. Thì nó lập trình kế hoạch ấy để mình thực hiện. Nên là tôi cho rằng nó rất thuận lợi. Thực hiện kế hoạch số 03 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Agribank chi nhánh Hưng Yên sớm thực hiện mở tài khoản trả lương cho cán bộ hưu trí, đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Bước đầu triển khai có trên 2.000 cán bộ hưu trí mở tài khoản. Thực tế cho thấy việc nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng giúp người nhận không phải lo đi lĩnh lương đúng hẹn, không phải xếp hàng chờ đợi hay không cần phải ủy quyền cho người thân đi nhận hộ khi bận việc ốm đau, góp phần hạn chế tình trạng chậm chi trả. Với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện theo phương thức này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực trong quản lý, giao nhận, kiểm đếm, từ đó cũng giúp gia tăng tính minh bạch. Mình không phải đến cái điểm trả lương tập trung để ký nhận, rồi xếp hàng, lấy tiền, rồi ký nhận vào những cái tờ giấy cần thiết. Cái việc mà không phải đi đến điểm tập trung đó bớt được cái chi phí đi lại, cũng như là an toàn cho người đi lĩnh lương. Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên đang có áp dụng cái ưu đãi đối với đối tượng mở tài khoản tiền gửi thanh toán chi trả lương qua tài khoản thanh toán, đó là miễn phí 100% phát hành thẻ ghi nợ nội địa, chuyển tiền miễn phí 100% phí chuyển tiền trong cùng hệ thống Agribank, miễn phí việc ủy quyền trích tài khoản tự động từ tài khoản tiền gửi thanh toán để thanh toán các tiền điện, nước, cước, viễn thông và một số các cái dịch vụ khác. Bám sát chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Agribank chi nhánh Hưng Yên phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và các cơ quan liên quan tuyên truyền tư vấn cho khách hàng về chủ trương chi trả, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản tiền gửi thanh toán. Đồng thời tiếp cận điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, vận động khai thác người hưởng, mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được cấp thẻ ATM nhanh chóng, dễ dàng, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản trực tiếp hoặc trực tuyến.